cái cổng nó My Way To Get Out Double Title. Nó không nói gì kiểu gì hết trời. Cái cổng là lối để cho nó thoát ra. Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra? Tôi là đây. Ở đây là đâu? Tôi là ai? Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bami. Hi, xin chào mọi người, mình là Nam Cun. Mình là Bảo Mộc. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay các game này sẽ chơi Roblox Bunny Funeral. Thì Bunny là ai? Thì Bunny là một nhân là thỏ đó. Là bạn thỏ mà hôm trước đúng ở rồi. Dưới tầng hầm, dưới đâu cả? Cái điện ngầm của game Bunny đó. À không, đã từng cứu bạn ở trong school trường học rồi. Oh my god. Sau đó là cái đó thì bạn bị Mr. B hại chết. Đây. Đúng rồi. Nè, tao mới mở quan tài lên cho tụi bay nhìn dung nhan nè. Đây Mickey đây nè. Mọi người hãy đứng xung quanh thỏ em thỏ. Đó. Thì bạn thỏ là bạn đã sống được 4 năm rồi, so với độ tuổi thì bạn đã thuộc dạng trung niên rồi. Đó. Dạng sống lâu á. Rồi chúng ta hãy cùng đứng xung quanh quan tài của bạn thỏ. Đây là đám tang nên là không được cười, nên là bây giờ là bạn đang cần những cái bông hoa, mình sẽ đi hái những bông hoa về để mà dâng lên cho bạn lần cuối. Đây là một trong những cái nhân vật mà gây tiếc nuối nhiều nhất trong cái game Mr. B. Đúng rồi, bảy game Mickey. Mickey. Đâu rồi game Mickey chỉ thành game Mr. B chạy tình. Nó yếu. Ôi đây nè đây. Đâu rồi? Tụi anh đâu rồi? Đó đây, đây là cái chỗ mà để cái huyệt á. Cái này là cái chỗ để chôn á các bạn. Cái mà hạ cái hòm của Mr. Lộn của Binh đi. Không mất tao. Đi vô cái địa mà. À hai cửa này ăn là lẹo lưỡi chung với nhau hoài. Alo. Ăn là hai mấy hụt nhau hoài, lấy lưỡi. Tiếc thương cho một người. Bạn có. Đây rồi. Trời ơi. Rồi, có bông hoa thứ hai rồi nè. Có ai có bông hoa đầu tiên chưa? Chưa. Chỗ sao cái nghĩa địa đây chỉ có mơ. Đây cái chỗ này là đào trước nè, lát nữa là chôn cái hòm của Bình Đi xuống. À đủ rồi nè. Bình Đi xuống. Nhanh lên. Bình Đi hiện hồn về nè. Đâu, chỗ nào vậy? Quay về nha. Quay bên đây hiện hồn về chỉ đường mình đi đâu nè. Đi, chờ em đi với. Trời ơi. Về nhà đi. Hồi nãy đang tính rủ tụi bay đứng xung quanh cái quan tài của Benny để một phút mặc niệm. Mà mày nói quá, hồi đi kiếm bông luôn, thiệt tình á. Quay, tiên đi. Wow, tiên đi. Đâu. Rồi, nó nổ luôn rồi. Nó nổ trong phát rớt rồi, rớt xuống dưới luôn rồi. Benny hang ở đây nè. Ồ, cái này giống như là nó đang ôm lại ký ức gì á. Cái này là như ủa cái này cái công viên nè. Ở này công viên nè, đúng rồi. Xét đánh kìa. Ồ, đây con gấu nè, con chó nè. Đây có cái kia kìa, bên kia giết người được. Đâu mà bên kia giết người được. Đâu, bên kia đâu. Ôi, đông quá. Không thấy đâu hết. Rồi, có người lấy được cuốn sách đặt lên rồi và lấy được rồi, cái bông luôn nè. Ồ, cái bông cho cái hồn luôn kìa. Hay quá. Nhanh như cái mũ. À biết gì nó quýu. Ờ biết gì chưa hết để test sắp mặt rồi. Đây gỗ nè. Ấy gỗ sao nó chạy nhanh vậy? Em theo tia sáng của biết gì nè. Đây. Bình đi ông nội ơi, biết gì hoài. Đi. À cái này phải cần tin ti. Đây. Lấy gỗ chưa? Tao có miếng gỗ nè, rồi, tao lấy được miếng gỗ rồi. Lấy miếng gỗ lên đây, tao lấy tiền ti cho. Ai vậy? Ai đâu? Ai? Ở đâu? Có từ nè. Góc tường à? Đâu? Đó, có cái ông bác sĩ heo. Đâu? Tiến sĩ heo. Tiến sĩ heo. Heo nè. Phải vừa mặc xanh nữa chứ. Rồi, lấy được TNT rồi nè, rồi. Đi. Rồi, mở đi. Ủa, tại sao mình đang đi đám tang của Benny mà là cuối cùng lại lọt ra đây là sao? Này, giống như tao nghĩ là ký ức của nó hay gì á, nó dẫn tụi mày đi coi á. Nè, Benny dẫn đi nè. Chắc là ý nguyện của người chết á, muốn mình đúng đi rồi. Đâu đúng rồi, bùm. Phải nổ cái xe luôn kìa. Ê, cho nó vô, thì gặp mấy chị heo coi. Có khi nào Benny chết là không phải do Mr. B mà là do một trong những người khác trong nhóm Mr. B không ta? Ông này ông leo đây làm gì vậy mày? Chiếc xe ông cầm cái kim tim gì kìa. Như là cắt cái cọc đó. Uầy. Ồ, tới đâu rồi? Ủa này giống siêu thị quá vậy? Cái thằng làm đường cầm xu kìa. Đâu? Ở dưới á, nó đang dưới. Ôi, nó cầm nguyên cái cây đục đường luôn rồi ba. Mày vô nó đục mày nữa con. Rồi, hình như có đứa giật điện đó nè. Đó, có đứa giật điện đó. Lắm. Cái nồi giật điện kìa. Vãi nồi, đang thua luôn. Trời ơi, đang thua một con luôn nè. Ngon lành. Ồ. Gì mày chết rồi đó hả? Không, đi ra chỗ đi. Đây, đó, chào bông. Thì con nói mày chết rồi, mày không chịu, con nói Bảo Mập chết rồi kìa.
Wow, ôi con gì giống con Doggy quá mày. Nó đó Doggy này. Vãi nồi. Doggy cầm nguyên cái rìu màu hồng, màu vàng luôn. Ghê mày. Nó hết bệnh rồi, nó hết bệnh rồi. Nó nhìn mặt đẹp trai này nè. Nó vẫn giúp mình vậy. Ừ, không hiểu sao nó mượn cái rìu hồng của ai, cái rìu vàng của ai à? À, tao biết rồi. Mày có biết câu chuyện gì mà chiếc rìu gì đó? Rìu ba à thả cái rìu sắt xuống à. Ui, xin lỗi. Rồi lắc rồi, Thần quá, mấy thiếu chết rồi. Ghê thiệt, đang kể chuyện cổ tích tự nhiên đứng cái bên quơ cái rìu hết hồn. Ý là có một anh, ý là cái ý thằng Bobby là có một anh kiều phu, ảnh là ảnh chặt củi mà ảnh lỡ tay ảnh quăng cái rìu của ảnh xuống, rìu sắt của ảnh xuống. Tụt tay, mày nó quăng là nó bậy trên kiều phu. Ảnh tụt tay các bạn, rớt cái rìu xuống dưới nước, cái xong cái sau một hồi khóc lóc thì ảnh được cái rìu vàng. Ảnh chưa kịp xài cái rìu vàng thì con Doggy nó đã lại nó giành cái rìu vàng của ảnh. Đó, câu chuyện này vậy đó. Cái sau đó ảnh khóc oe oe oe. Rồi sau đó là qua một cốt chuyện khác là con Doggy nó đã có cái rìu vàng, nó đứng trong đây để nó hí ăn hiếp tụi mình. Trời đậu. Là cố gắng liên kết rồi. Cái liên kết một cách tào lao. Không liên kết được tay người ta. Đúng rồi. Đó là rất là kinh điển luôn. Rồi đây có nha, này là 4 tia rồi, 4 kia còn thêm bức tường nữa kìa. Đó rồi, cái này gọi là bức tường laser nè các bạn. Laser á. Laser ba. Trời ơi. Rồi, từ lớp nha. Cũng ôi, lửa chuyện trái trứng. Cháy bugi đó chứ phải tao đâu. Đúng rồi, cái này là nướng trái trứng luôn á. Xin nướng. Em đang rồi, nó hiện hết rồi, lên luôn. Lên đập đâu, cho cái này gọi là hành xúc động vật. Cái này bạo hành xúc động vật. Quất nó liền đi, quất nó liền đi. Ê, kia, mày thỏ tay, sẵn mày thỏ tay, mày giật cái rìu nó kia. Không giữ được. Coi kìa, coi nó cúi đầu luôn kìa, tội vậy. Nó bạo hành kiểu này, con em mắc chết. Giật không được này, giật không được. Ráng giật cái điều lại, ráng cái điều lại. Mày đang hung nó một cái luôn mà không được nữa. Phải nồi, mày ra mày hung nó coi coi. Đó, mày hung à. Đúng rồi, đó, đúng rồi. Gôn ôm ghe hông luôn nè. Cho cái sao bà? Mày nhìn coi cái vô nào. Cái vô nào ba, thì đừng cố ghen. Sao biết được? Cái đâu. Ê, không ấy mình quay lại chuyên đề. Rồi, được rồi. Đây. Lấy gì à, cô lấy đi em. Ai lấy vậy? Cô lấy, ok. Rồi, bốn hướng. Ê, đúng hướng này, chung với Bobby luôn. Rồi, lát con kia nó chạy đúng lẹ nữa rồi các bạn, con kia nó tốc biến rồi. Một cái ending đó nữa là chu ending. Đúng rồi, cái chu ending nghĩa là nó có một chiếc xe màu xanh dương. Nó phóng xuống thì mình sẽ lượm cái bông màu vàng ở trong chiếc xe đó. Đúng rồi. Nào lượm cũng được. Gió thổi rồi căng buồm cho khoái. Gió cuộn chiếc xe văng tùm lum. Ôi trời ơi. Rồi, thằng cuốn nó rồi. Đâu có, em A thôi mà. Rồi, ai lấy được chưa? Mày bóp được chưa? Tao có nhấp rồi mà không biết nó vô chưa? Tao không biết. Tại xe nó tuột liên tục mà gió thổi nữa các bạn. Mình lụm rồi nhưng mà không biết nó có vô hay chưa nha. Tao nghĩ là không được rồi. Ừ, tao nghĩ là vậy. Tao cố hoàn thành cho tới xong cái ending này đi. Ai biết đâu, cái cá bất ngờ. Ờ, biết đâu cuối một đời. Ừ, biết đâu là cái cá bất ngờ. Đó, mày chết. Mày sẽ gặp một cái ending như hồi nãy. Đó, chưa Bobby nó mất nữa cái máu gì khi nghe lời quỷ ba mập đứng ngay chỗ đó. Đâu, đó gì đâu. Ở đâu? Cái khúc này tao nhẽ bình thường mà. Nhưng mà có phải mày bị mất nửa cái máu không? Đúng rồi, đang bơm lại nè. Đang bơm lại giờ. Đúng đó là chết nửa chứ nó mà bơm. Ba nó đứng ở đây là dễ hồn luôn á. Tao, mày đứng đó mày chết đó ba. Tao nói mày chết đó mày đừng có cả. Ui, mày chết kìa. Quốc, lên. Lên. Đáp đâu? Đi bạn. Ê, đừng. Đó mày chết rồi, hay quá. Trời mép xíu tụt dưới hốc luôn rồi. Hốc mà to. Ừ thì nó đạp cho vui thôi mà. Ê mập mập, mập nghe nói mày có biết khiếp đứng đây không mập? Đúng, chính xác luôn. Rồi lát mày đi đâu? Có khi nào mà có cái tia đó là chạy về giữa, chạy bên phải. Tao nói là đứng đây hồi chết cả đám nè. Thử thôi, thử thôi. Đó, đừng có thử, đi vòng vòng đi. Giữa, thấy chưa, thấy chưa. Cần gì đâu, nhảy qua thôi. Chết đó, đừng có nghe lời nó. Đang cố. Vậy không ấy mình đứng luôn đây đi. Ở đứng đây cũng được nè. Đứng đây mà ráng nhấp nhấp chứ được cho đi. Có mình tao chạy. Ê, ê, vậy rồi. Tao nói rồi. Ê, không, nhưng mà được. Được, ổn hơn. Thôi chết rồi. Đấy, chùi là đứng cái gì. Ok. Thôi chết rồi, mất lắc kỳ tử, đừng có hỏi sao xui nha.
ổ rồi. Còn nửa cái máu á, lắc. Ý cơ, quỷ ba mi còn nửa cái máu kìa, ba mi nó dễ liệu là chết đó. Rồi. Chạy đi, đừng đứng một chỗ đó. Hết máu rồi, ghê mày nhảy được chưa? Chạy đi, đừng đứng một chỗ đó. Rồi, ta còn một cái nó chết luôn á. Chạy đi, đừng đứng một chỗ đó. Hết gió chứ bay. Ôi ơi, nó còn cái kia đó kìa, đừng có chết. Ôi trời. Hồi nhỏ chơi nhảy dây giỏi. Lên. Lên kìa. Nhảy đầu nó. Lên đi đỡ mày nhảy ba. Mày gánh. Rồi ok, lên kìa coi. Ôi đứa như này gió nó thổi đâu. Lên đây không có gió mà ơi. Ở chỗ của con gấu đó, ở chỗ con chó này nó đứng á, nó có xài cái mền nó che gió lại rồi. À giờ có để ý nè, cho nên nó có đèn nè, nó chiếu mấy cái đèn lên, nó cạo cái đèn. Rồi, nó cạo giữa này nó có cái lóc xoáy ở trên đó. Ôi, mất máu kìa. Ôi, trộn máu ơi, nó rớt xuống nào vậy? Mẹ em chết đấy, mẹ em chết luôn kìa. Ôi, hết gió rồi mà tụi mình vẫn có phải còn đi trượt mày ơi. Côn chết rồi kìa. Chưa, máu đầy nhóc mày. No. Em mà. Oh, cuối cùng. Chu Quỳnh Điên. Woo. What the hell? Chu Quỳnh Điên, ai có Chu Quỳnh Điên các bạn ơi? Nhìn mặt ta giống giỡn không? Giỡn. Có chữ Chu Quỳnh Điên rõ ràng bên góc phải nha các bạn. Đây là sự thật nè các bạn. Let me explain, để tôi giải thích đi. Tôi không có muốn giết bạn đâu. Chỉ là không ai quan tâm tới tôi hết trơn. Cái cổng nó my way to get out. Double title. Không, nó nhìn kiểu gì hết trời. Cái cổng là lối để cho nó thoát ra. Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra? Tôi là đây. Ở đây là đâu? Tôi là ai? You are at the gate to the afterlife. À, có nghĩa là bạn đang ở cái cổng mà đi đến cái kiếp sau đó các bạn. Cái kiếp sau của con Benny này nè. Doggy ơi, tôi muốn cứu bạn, cho nên là tôi đến đây chung với bạn của tôi và Mi Trần nè. Cái hồn con Benny hiện lên. Tại sao bạn lại mang và Mi Trần tới đây? Tôi không biết nữa, đó là cái sụt của tôi. Linh hồn. Trời ơi, dịch kiểu này là chết tôi rồi. Cái sụt ba. Phải ngồi cái sụt. Am I dead? Tôi chết rồi hả? No. Không, tôi không có chết. Bạn chưa chết. Cái là cái bạn xỉu vì quá buồn về cái chết của tôi. Ủa nạ ní. Linh hồn của tôi đã tới đây. Con chó nó buồn vì con Benny này chết, sau đó nó tưởng mình hại con Benny nên là nó trả thù cho mình. Oh, ok. Tôi không nhớ gì hết nhiều. Không nhớ được tới đấy nhiều. Tới đây không nhớ gì nhiều. Cảm ơn cái bó hoa màu vàng của bạn. Ok, cũng hiểu được lý do tại sao là cái con chó là nó. Tôi muốn mang tất cả các bạn đó, nhưng mà quá đau buồn về cái cổng này nó không có cho phép. Let me be. Nó tiếp. Đó là nó chui với nó luôn á. Ừ, ấy là cái cổng nó không có đem hết đi được. Ai vô công with me back to your life, muốn đi với nó quay về cuộc sống, trở lại cuộc sống không? Hoặc là 3 chấm. Hết. Hoặc là hết á. Hoặc là 3 chấm, nó vẫn còn 3 chấm, nó hiện ra cảnh khác rồi. Chưa 3, từ nó phải cho nó có cái cơ hội chứ. Thời gian suy nghĩ chứ. Cút quà, chưa ra luôn mày. Hết 2, 3. Ủa sao nó để lại mình tao vậy mày? Ê! Cút quà. Sao cho về hết rồi còn mình tao vậy? Cho em về chị ơi. Em về với chị Minh Ni ơi, chị Minh Ni. Ủa đi được hả? Ở lại với nó luôn rồi. Rồi rớt xuống chung với con chó luôn. Ô nà ní. Chu lỗ chó rồi, hiểu không? Ok. Chưa má ơi. Nó chờ tao rồi. Tao còn đây. Doggy. Tao muốn đi với bạn. Tao muốn đi chung với con Doggy này. Tại thấy tội nó ba. Ba bị chừng. Bạn tha lỗi với tôi ư? Đúng giờ đó ghi. Đúng rồi, hãy đốc ghi lộn hai Z đốc ghi. I want to bring you both, but I can. Muốn mang bạn đi luôn nhưng mà không thể. Tôi không có xứng đáng đâu. Cái gì xô vậy là Vami muốn đi với đốc ghi ư? Đúng rồi. Nhưng mà tôi không thể. Tao thấy mày dịch thú vị hơn, năm nay mày dịch tiếp đi.
Rồi vậy thôi, ok đồng ý. Đây là cổng bọc thồ nè ba mi. Hãy nhào vô đi, hãy nhào vô và cướp lấy cái cổng đi. Jimin đó không, Jimin thấy không? Nhưng mà theo tao là hãy nhảy vô đi và chưa phải vô lấy cái cổng đi. Nghe nó Kimochi hơn. Nữa. Let's go. Ấy nó cầm búa rồi, đi lên kia cứu được con chó rồi kìa. Nó lên lại rồi kìa. Đi 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 gấu. Thanh phà Amazing Journey. Thôi cảm ơn cái chiến đi tuyệt vời này. Rút câu cuối bây giờ đúng là còn ngoài đó. Rút tay lên đi. Quan trọng là mình muốn dịch hay không thôi, hiểu không? Mình phải kể ra cái câu chuyện hài của mình, hiểu không? We have to real wet. Đích là lớn cái xe. Phải nhanh chóng lên ở đây không còn an toàn nữa. Đúng giờ nó nổ bây giờ đó. Dạ thôi, let's go. Đi đâu nó bay? Có cái nào nó hiện lên nữa không? Cho đi tiếp không? Đó. Để nắm tay rồi. Rồi, tay nắm tay. Ok, dừng clip luôn. Ok các bạn, thì 4 đứa mình sẽ dừng video đây nha. Thì mình đã kiếm được cái chú ending rồi các bạn ơi. Đó là mà đã ở lại dắt con Doggy đi. Đó, sử dụng tuyệt chiêu Doggy thần trưởng. À. Mốt mình sẽ học tới nái luôn. Rồi các bạn thích video này nhớ lại cho 4 đứa mình một like, một share, nhớ subscribe channel của 3 đứa mình nhận nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.